mới sáng sớm 6 giờ tới công chuyện của mình nữa rồi các bạn ơi. Để mình quay cho các bạn xem nha. Coi heo mình nó đẻ nè. Đó. Cái con này mình mới lùa lên ngày hôm qua luôn mà hôm nay nó đẻ rồi. Lịch của nó là ngày 6 tháng 7 nó mới đẻ, mà hôm nay là mới có 30 mà nó đẻ rồi. Đó, dây cũng còn luôn nè, nó đẻ ra được một con này các bạn. Đêm hôm mình đi ra đi vô mình canh hoài luôn mà nó không đẻ. Rồi sáng nay mệt quá mình còn ngủ, vợ mình thức sớm. Đi ra nhìn vô là thấy một con rồi, kêu mình bắt đầu mình mới ra đây mình coi nó đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đỡ đẻ con này nha. Các bạn cùng đón với mình xem là con này nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Bụng nó thì mình nói là bụng nó thì mình đoán là cũng tương đối chứ nó không có to, nó cũng không nhỏ nha. Con này thì mình giao mình đoán thì chắc khoảng chừng 9 đến 11 con. Các bạn cùng đoán với mình xem là con này được bao nhiêu con nha. Mới quay qua mình chưa thấy nó đẻ, bây giờ nó đẻ ra hai con một lượt luôn nè các bạn. Nó hai con dây cũng còn như sao luôn nè. Phải mình lại kịp là mình quay hai con một lượt để cho các bạn xem rồi. Hiện tại là heo mình được 3 con các bạn. Hai con ở ngoài với một con trong này nha. Con trong này nãy giờ nó la quá trời, giờ nó mới ngủ đó. Rồi bây giờ mình sẽ chùi mình buộc đúng con này đi, mình đưa vô cho ba con giữ ấm nha. Các bạn cùng đón với mình là con heo này được bao nhiêu con nha các bạn. Ba con mà cái bụng vẫn còn bình thường nha các bạn, không tốt gì hết trơn nha. Rồi heo mình ra con thứ tư nè các bạn. Ồ. Rồi đây là con thứ tư nha các bạn ơi. Lúc nãy nó ra nhớt trong miệng nhiều, nó quá nó muốn ngọt luôn á. Mình chùi cái là nó thở được bình thường nha. Con thứ tư bây giờ mình để vô trong sọt cho nó giữ ấm đi. Đó, được 4 con rồi. Heo này đẻ thì con nó cũng nhỏ đó các bạn, không to đâu. Nhưng mà cái bụng vẫn còn to nha. Đó, các bạn cùng đón với mình là xem con này đẻ được bao nhiêu con nha. Ồ, mấy cái đàn bên đây ăn no, ngủ hết trơn rồi nè. Đó, mấy cái đàn bên đây cưng không? Đó. Rồi mình quay cho các bạn xem nè, mấy đứa đàn bên đây nó bú nè. Đó. Phải bầy nào mà nó cũng nhiều vậy cho nên các bạn là quá trời vui luôn. Rồi ra con thứ năm các bạn ơi, con thứ năm quá nhỏ luôn các bạn ơi. Đây nè. Quá nhỏ luôn, để mình chùi nó trước nha. Con thứ năm này ở trong bụng chắc dành dinh dưỡng không lại hay sao các bạn, chắc suy dinh dưỡng rồi. Quá nhỏ luôn, ốm nhỏ luôn. Đó, heo mình là được 5 con nha. Trong đây là 4 con rồi nè, ngoài này 1 con nữa. Rồi mình lau chùi mình để chung với anh chị em của nó đi. Rồi một tí nữa thì mình cho bú sau. Ví dụ như khoảng bầy này thì khoảng chừng 9 con thì mình sẽ bắt đầu bắt ra cho nó bú nha các bạn. Rồi, con thứ năm lưa vô luôn. Đó, 5 con, quá nhỏ luôn. Các bạn nhìn thấy không? 6 4 với những con trong bầy nó thôi. Nhưng mà bụng vẫn còn to, không sao hết. Con này đẻ 12 con thì vui nha các bạn. Hồi sáng giờ mình đợi con heo mình khoảng gần 1 tiếng rưỡi đó các bạn, mà nó chưa có ra nha. Bây giờ thì mình sẽ đưa tay vô mình can thiệp thử coi là cái con nó đi tới đâu nha các bạn. Con heo nó mới chịu nằm xuống đó, nãy giờ nó nằm sấp không à. Đó, trong sọt này là 5 con nha. Rồi bây giờ mình sẽ can thiệp mình coi coi con heo nó con đi tới đâu rồi, mà nãy giờ lâu quá. Bạn, mình đưa tay vô mình can thiệp là mình móc ra được hai con nha các bạn. Hai con này đều trong bọc hết, nó bự quá nó không ra được các bạn. Nó có cái bọc nhau á, nó bự quá. Đó, trong đây là 5 con, ngoài này 2 con. Bây giờ mình buộc gúng rồi mình bỏ nó vô trước đi. Rồi khoảng chừng 5 phút nữa mình thăm coi còn con nào xuống nữa hay chưa nha. Tại vì mình đút vô mới có tí xíu à, mình chưa đút sâu vô trong. Bây giờ mình xử lý hai con này trước cho nó ấm đi. Heo mình 7 con nè các bạn, mình mới vừa để vô hai con nha. Đó, chỗ này một con nè, bên đó một con là 7 con. Rồi các bạn lưu ý á, thì heo của các bạn á, trong vòng khoảng chừng 1 tiếng 30 phút mà nó không gặn được mà nó đứng lên nằm xuống nhiều á, là khả năng là con nó xuống rồi nhưng mà nó bị kẹt nó không ra được. Thì các bạn sẽ bôi ghe bôi trơn để các bạn đưa tay vô các bạn can thiệp để các bạn kéo con heo con ra để cho con heo mẹ nó khỏe với con heo con nó khỏe nha các bạn. Các bạn để heo con lâu trong đó nó mệt, có thể là nó ngọt nha. Các bạn lưu ý vấn đề này. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ can thiệp một lần nữa xem là có con nào xuống nữa hay không. Để mình kéo nó ra nha. Mình định vừa can thiệp thì nó đẻ ra luôn các bạn ơi. Đây nè, cái tay mình tha ghe bôi trơn còn bóng luôn nè. Đó, mình chưa đút vô nữa nè. Thì mình vừa đưa lại thì nó đẻ ra rồi nha. Đó, con này là con thứ 8 nha các bạn. Để mình xử lý con này đi nha. Rồi, con thứ 9 ra luôn nè các bạn.
khi mà mình chưa có kịp đưa tay vô nữa thì con thứ 9 nó ra nữa rồi. Mình chưa, đây là con thứ 9 nè các bạn, mình chưa kịp xử lý cái con thứ 8 này nữa thì con thứ 9 nó ra luôn, nó còn trong bọc luôn, mình mới xé cái bọc cho nó thở đó. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình nha. Cái con thứ 10 là con bị chích lu các bạn ơi, con này nó hơi khô khô rồi. Rồi con thứ 10 là con bị chích lu, nó hơi khô khô nha các bạn. Đây là con thứ 11 rồi nè các bạn. Con thứ 11 này rất là to luôn nha. Rồi để mình kiểm tra coi còn con nào nữa hay không. Nó ra gần tới nhiều đó các bạn. Nãy giờ mình đưa tay cho mình kiểm tra đó, nó ra gần tới rồi. Là heo mình nãy giờ là được 11 con rồi nha. Heo mình nó đẻ liên tục luôn đó các bạn. Con 11 rất là to luôn. Con 12 chắc bằng nửa con 11 rồi các bạn. Đây là con 11 nè, con 12 nè. Rồi bây giờ mình xử lý hai con này rồi mình đưa vô sọt giữ ấm nha. Rồi khoảng 5 phút sau mình đem ra cho nó bú nha các bạn. Đó, mấy bầy bên đây nè, ăn no, bú no rồi, ngủ nè, ngủ khì hết trơn rồi. Quá trời heo luôn rồi. Rồi, em bé thứ 12 cho vô luôn nha, em bé ơi. 12 con rồi các bạn ơi. Ngọt một con là còn 11 con nha. Đó, bầy bên đây các bạn thấy mê chưa? Heo đều và đẹp nha các bạn. Đó, bầy bên đây ăn mạnh hết rồi. Đó, ăn tự do nha các bạn. Heo mình tách bầy là mình cho ăn tự do nha, không có kiêng cữ mà theo cữ đổ bao nhiêu chân á. Tại vì cái máng này nhỏ thì mỗi lần mình đổ 300g hoặc 500g thôi, nhiều quá thì nó sẽ hất ra ngoài, hết thì mình đổ thêm. Còn mình cho ăn máng tự động là mình đổ thoải mái, đổ đầy bao đầy máng luôn các bạn. Cứ yên tâm về vấn đề đó, không có lo tiêu chảy tiêu gì hết trơn các bạn. Các bạn cho ăn a móc ngay từ nhỏ giống như mình đi, đảm bảo là hiệu quả luôn. Các bạn, sau khi mình chích oxytocin á là nó ra ba con một lượt luôn nè các bạn. Hiện tại heo mình là được 13 con sống nha, một con ngọp và một con chết lu. Tổng heo mình sanh được 15 con nha các bạn. Đó, con heo này bụng nhỏ mà thấy sanh cũng nhiều quá các bạn ơi. Hiện tại là heo sống là 13 con nha. Rồi để mình chùi hai con này đi rồi mình bắt ra cái đàn này cho bú thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Mình quay tổng đàn mình cho các bạn xem nha. Hiện tại là mình thả ra ngoài này là 10 con nha các bạn. Thả 10 con trước đi rồi ba con kia nó còn yếu quá mình cho nó bú sau nha. Thì mình đếm cho các bạn xem nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, ngoài này là mình thả 10 con bú trước nha. Trong đây là còn ba con nè. Rồi một tí nữa ba con này nó mạnh lên rồi mình sẽ thả ra cho nó bú sau nha các bạn. Trời mưa luôn rồi các bạn ơi. Đó, heo của mình hiện tại là sanh được 15 con, lu một con, ngọp một con, là hiện tại heo sống là được 13 con. Đàn bên đây là còn 11 con nè, đàn bên đây là còn 17 con nè. Các bạn nhìn thấy nó bú sữa nè, heo hôm nay là ngày thứ hai mà nó uống sữa nè. Đó, uống chót chót luôn á. Tại vì sữa mẹ nó cung cấp không đủ thì bắt buộc nó phải dùng sữa ngoài các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình nha. Các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nha. Mình đẻ thêm một con nữa rồi các bạn ơi. Là tổng là 16 con nha các bạn. Con này rất là to luôn nè. Nó to hơn những con mà nó đang bú các bạn. Còn dây gúng luôn nè. Hồi nãy nó đòi ăn quá trời. Để mình xử lý cho mấy con. Mình buộc cúng con này đi. Mình xử lý mấy con nái cái nó nhồi quá. Là 16 con nha các bạn. Đây nè. Coi đàn nái nó la nè. Đó, trời ơi la quá trời la luôn rồi. Bên đây nữa nè. Quá trời. Con nái nãy giờ nè các bạn, nó đẻ ra thêm một con nữa là con này con thứ 17 rồi nè các bạn. Con thứ 17 này là nó yếu nha các bạn, nó đẻ ra là nó yếu nha. Đó, nó thở nhưng mà nó thở yếu nha các bạn. Mình mới thấy nó đẻ ra luôn đó, nãy giờ nó nằm mình tính đâu hết rồi. Rồi bây giờ mình giữ ấm nó thì mình theo dõi con này một tí nữa coi nó còn con nào nữa hay không nha. Hiện tại là heo mình được 17 con, 15 con sống và một con ngọp và một con bị khô nha. Heo của mình tiếp tục ra một con nè các bạn. Mình mới móc con này ra nha. Là hiện tại là heo mình được 18 con nha các bạn. Con này đẻ ghê thiệt, 18 con luôn. Mình đón từ 9 đến 11, bây giờ nó ra 18 con luôn rồi. Đó, dây gúng nó còn luôn nè. Rồi bây giờ để mình kéo con này ra rồi mình can thiệp một lần nữa coi còn con nào nữa hay không nha. Cái con này thì ok đó các bạn, ngồi dậy được rồi nè. Con heo này mình sợ nó luôn rồi các bạn ơi.
À, con heo này á, bên đây có một con nè các bạn, là con thứ 19 là nó bị ngợp nha. Mình móc ra một con nữa là con thứ 20 nha các bạn. Heo mình hiện tại là 20 con nha các bạn. Cái con mà bị ngợp thì mình xin phép mình che lại nha. Bởi vì YouTube là nó hạn chế cái video của mình khi quay heo chết nha. Rồi một tí nữa mình quay tổng đàn rồi mình kiểm tra, mình đếm lại cho các bạn xem nè. Là hai con ngợp, một con chết lưu và 17 con sống. Là tổng là con heo này sinh được 20 con các bạn. Mà không biết còn nữa hay không. Heo này là heo ba máu nha các bạn. Lần đầu tiên mà nó đẻ được 20 con luôn. Có một cái clip trước á là nó đẻ rất là nhiều, nhưng mà mình không biết, không nhớ là bao nhiêu. Chắc cũng 17, 18 con gì đó. Rồi một tí nữa thì mình quay tổng đàn cho nó bú, thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Rồi bây giờ mình kiểm heo lại một lần cho các bạn, để các bạn tham khảo nha. Có một con bị tật rồi các bạn. Con này mình nghĩ chắc nó không thọ các bạn, chắc chừng 3-4 bữa. Tại vì cái chân của nó bị tật như vậy đó các bạn. Mình đếm heo nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hiện tại là ở ngoài là 8 con, đẻ sau là mình cho nó bú sau nha. 8 con rồi nha. 9, 10, 11, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16, 17. 17 con với một con là chết lưu là 18, với hai con ngọt là 20 nha các bạn. Heo mình hiện tại là đẻ được 20 con nha. Mình đợi bầy này cho nó bú no đi, rồi một chút nữa cái bầy đó hồi nãy nó bú rồi đó, mình thả chung cho nó bú luôn nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa coi chắc, cho chắc coi nó còn con nào hay không. Rồi bây giờ những con bú sau này mình thấy nó cũng muốn no các bạn. Bây giờ mình sẽ thả cái bầy đầu tiên ra chung cho các bạn tham khảo luôn nha. Đó. Heo đẻ 20 con. Con đó thì 13 con, con bên kia 21 con. Quá dữ luôn rồi. Ba máu mà đẻ 20 con. Rồi mình thả ra rồi nè các bạn. Mình thả chung bầy với nó luôn rồi nè. Con nhỏ này không biết chạy đây làm gì nữa. Hiện tại là ở chỗ này là 16 con nè các bạn. Ở trong sọt một con là 17 con nha. Với hai con ngọt, một con chích lưu là tổng là 20 con. Mình quay tổng thể cái đàn heo con của mình nè. Đó. Cái đàn này háo ăn lắm, cái đàn này ham ăn lắm. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình để cho nó bú đi. Trời chuyển mưa nữa rồi. Đó, trời chuyển mưa, bên kia ca quá trời ca luôn. Đó, mấy đàn này bú rồi nè. Nó uống sữa nè các bạn. Nãy giờ hồi sáng giờ là nó uống một bịch sữa, một muỗng amox và một nắm cá tập ăn, là nó uống được phân nửa rồi. Bầy bên đây thì uống được 60% rồi nè.